Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ được nghe tâm sự của những anh chị muốn đi tìm một nửa của mình. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở với những anh chị tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh rằng chương trình Kết Nối Yêu Thương Uyên Quỳnh mở ra là mong những anh chị cô đơn sẽ tìm được một nửa của mình. Và trong chương trình này, mỗi anh chị tham gia đều làm một video giới thiệu về bản thân mình. Và những anh chị tham gia chương trình tự chọn cho mình một người vừa ý thích hợp với mình nhất. Các anh chị phải tự chọn nhau và tự cho nhau số phone trong lần gặp gỡ nói chuyện trực tiếp phê tham với nhau. Chứ Uyên Quỳnh hoàn toàn không cho ai số phone hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tâm sự của những anh chị cô đơn hôm nay nhé. Rồi, trước tiên á là em xin chào chị ha. Chị xin chào Uyên Quỳnh. Chị chào quý khán giả trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Một lời chào thân thương và kính chúc quý khán giả có nhiều sức khỏe. Dạ, chị có thể cho em biết chị tên gì và chị giới thiệu sơ lý lịch bản thân mình không? Chị tên là Đỗ Phương Uyên, năm nay 46 tuổi, ngụ tại ở thành phố Biên Hòa. Biên Hòa, Đồng Nai phải không chị? Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đúng rồi em. Dạ. Yeah. Cái tên của chị cũng giống như tên của em ha. Tên của em là Phương Uyên, giống như tên chị đó. Rồi. Hiện tại là chị đang làm công việc gì? Chị đang kinh doanh ngành dụng cụ động tay, em có biết không? Là máy mài, máy khoan đó. Dành cho ngành xây dựng và cơ khí, rồi cửa nhôm, cửa sắt rồi đó. Máy khoan hả? Máy mài, máy khoan, máy hàn rồi đó. Dành cho ngành xây dựng. Dạ. Chị rời cửa hàng của chị ở gần nhà chị không? Hay là chị bán ở trong nhà luôn? Không, chị bán ở cửa hàng ở ngoài đường quốc lộ. Yeah. Rồi cửa hàng đó là chị thuê hay là chị thuê mặt bằng của người ta hay là của chị? Không, cái mặt bằng đó của chị. Là chị là cũng may mắn rồi, không cần phải trả tiền thuê mặt bằng. Dạ, vào mùa này mà mấy người thuê mặt bằng trả tiền là rất là ngán luôn. Chị ơi, rồi khi mà dịch bệnh như thế này, công việc làm ăn của chị có bị ảnh hưởng nhiều không? Nó có ảnh hưởng. Khách thì nó ít hơn, công việc nó cũng chậm. Nhưng mà cũng lấy giá. Sao chị nói em nghe không rõ? Đó là công việc thì nó mùa dịch này thì nó sẽ chậm hơn, khách ít hơn nhưng mà cũng làm lên ra được mà. Có ai làm phụ chị không? Chị có hai thợ. Thợ để sửa motor nè, rồi sửa mấy hàng, mấy khoan vậy đó. Đừng có căng thẳng quá, tự nhiên đi. Giống như bình thường đi tâm sự với em thôi, đừng căng thẳng quá. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình của chị thì như thế nào? Tình trạng hôn nhân của chị thì cũng nói chung là cô đơn. Có nghĩa là ông xã chị cũng đi rồi. Giờ chị ở nhà với chị có hai đứa con, một đứa con gái với đứa con trai. Ông xã chị mất rồi phải không? Không phải ông xã chị, nói chung là thay đổi xong rồi. Từ khi mà chị biết ảnh thì nói chung là bắt đầu thì nó qua mấy cái tin nhắn đó, xong rồi ảnh nói mình đọc được đó, xong mình nhắn qua nhắn lại với người ta thấy là nó không ổn rồi, cái từ từ thì nhưng
gặp nhiều chuyện nữa, xong rồi biết được anh các bạn cũng nói như vợ chồng cũng hay gắn không được, rồi anh cũng đi đêm, rồi anh cũng đi suốt rồi đó. Nhưng mà vợ chồng chị chia tay bao lâu rồi? 8 năm. Cũng khá lâu quá. Con chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con chị là một đứa sinh năm 95, 97. 95, 97. Hai đứa, một trai một gái hả chị? Đúng rồi. Và con chị nay cũng lớn rồi ha, con chị còn đi học không? Lớn rồi, đi học và ra trường. Rồi hiện tại con chị đang làm công việc gì, có giúp chị không? Con chị giúp cho chị con bé đó thì làm phụ sổ sách đó. Rồi con trai thì cho nó đi làm ở ngoài nó biết. Không phải không có người cũng đưa về là cũng ở trong tiệm vậy đó. Rồi con học nghề, học của mấy người thợ đó. Để sau này có gì làm. Chị rồi hiện tại là chị đang ở với mẹ chị hay là chị ở riêng một mình? Chị nhà chị có hai anh em, có ông anh thì có ông anh thì ở cũng cách đây cũng cỡ chục mười mấy cây á, còn có người mẹ thì ở chị nuôi mẹ. Nuôi có mẹ rồi. Bây giờ nếu mà chị tìm một người yêu tương lai cho chị á, chị muốn người đó tính tình phải như thế nào? Nói chung hôm nay lên kênh á thì lên kênh của Yên Hình á thì cũng rất là chị rất mến em, từ chị thì thích cuộc sống ở nhìn ở nước ngoài là vậy, giống như mình ở Việt Nam quen rồi đó, mình nhìn mình cứ hay mình buồn á cái mình hay lên trên mạng á cái mình coi em mình lóng rồi từ cái thời mà đi quay những cái người mà vô chung cư rồi đó, cực khổ rồi đó, xong mình mới biết cái cảnh được ở bên Mỹ, mấy cái kênh của Úc và Canada rồi. Thế mình nghe rồi mình thấy, rồi mình coi người ta làm rẫy ra trong bên Mỹ thì sao, rồi ở chợ rồi vậy đó. Thì chị coi vậy không à, nói chung là ngoài công việc ra là chị giải trí như vậy. Không, ý em hỏi chị á là chị muốn tìm một người yêu như thế nào? À, nếu mà bây giờ mà nếu mà kết nối được với cái anh nào đó thì nhờ Thương Thịnh á thì gặp được cái anh đó mà hiểu với lại hai người mà nói chuyện mà vậy á, thì nếu mà anh có cái tâm mà giống như anh có sao nói vậy là nó phải thật, chị cũng nói vậy là anh biết quan tâm rồi về tìm hiểu rồi được cái chuyện tới. Và anh đó có tính tình là phải quan tâm tới chị thôi hả? Có như là phải không có gia trưởng gì hết. Chia sẻ lẫn nhau. Rồi ảnh là cần cái tính là trung thực, mình có sao mình nói vậy, nói thật. Dạ. Anh ấy có thể hút thuốc một chút, uống rượu một chút không? Cái đó được em, đàn ông mà người ta uống người ta xả dao rồi đó, với lại được không sao hết. Đừng giống như đừng có nhậu say xỉn là được thôi. Cho nhậu nhưng không cho xỉn hả? À, nói chơi là chứ là nhậu một chút thì được, hút thuốc một chút thì được, đừng nhiều quá phải không? Đúng là cái gì giống như mình hút nhiều mình lạm dụng cho sức khỏe thì nó không tốt. Nói chung mà hút được. Đàn ông mà ta có nhiều người người ta nói bỏ vậy chứ rồi sau lại người ta cũng giống mình, nó cũng vậy. Dạ. Rồi ví dụ người đó chị muốn là ở đâu cũng được, ở Việt Nam cũng được, ở nước ngoài cũng được hay là à, sao? Chị thích người ở bên ở nước ngoài. Có nghĩa là giống như là bây giờ công việc mình làm giống như tuổi cũng lớn á, thì giống như là có thể là chị đi qua đi về đó, qua đi về thì chị cũng có chỗ làm á, thì ví dụ anh có làm công việc bên đó chị vẫn qua bên đó ở rồi bắt đầu đi qua đi về vậy. Mà chị đi qua đi về nhưng mà chị vẫn còn không, chị không
con ở bên đó, rồi mình có nhà Việt Nam, rồi nhà bên đó, ví dụ vậy đó. Rồi mình ở bên đó là mình đi qua đi về, mình với lại mình thỉnh thoảng có đi chơi hoặc là đi du lịch đâu vậy đó cho nó vui. Chứ chắc cũng nghỉ rồi. Rồi từ lúc mà chị chia tay với ông xã chị á, là chị có để ý anh nào và có anh nào để ý chị không? Nói chung là chị chia tay á, thì cũng lâu, nhưng mà thời gian đó mình bị sốc á, cái buồn, cái khóc, cái đòi tự tử rồi. Mà mới vui được có năm mấy là giống như mình cho qua đi đó, mình đừng có nghĩ lại. Thì bắt đầu mới vui có một năm mấy đây, thì ngoài công việc ra thì nói chung không không để ý. Mà có người họ để ý, với lại họ nói chuyện với mình, người ta có gia đình thì không được, không làm như vậy, không quen mà từ chối. Và chị không quen ai hết, chỉ lo làm ăn nuôi con thôi. Đúng rồi, bây giờ có chị không quen. Ông xã chị có phụ tiền chị nuôi con học không? Không, chị tự tự làm. Với lại ở bên đây thì nó cũng nói chung là cuộc sống nó kiểu như mình chi phí rồi đó, nó cũng nói chung mình làm đủ. Tại chị giỏi ha, chị có cơ sở kinh doanh đó. Phải không? Không, nếu mà đúng không có giỏi, hồi trước chị cũng đi làm công nhân rồi mày. Hả? Chị cũng, hồi trước cũng đi làm công nhân, hồi xưa mà ở dưới quê lên đây á. Là cái năm mà 1999 rồi đó, mình đi làm công nhân. Yeah. Xong rồi cái ông xã chị đi thuê cái chỗ làm. Rồi từ đó bắt đầu hai vợ chồng ra làm. Rồi cái ảnh cứ lên về Sài Gòn nhiều, với lại lên ảnh gặp khách rồi vậy đó. Giống như ảnh cũng ở quê rồi lên, bây giờ anh lên thành phố, nhưng mà nó khác. Rồi bắt đầu từ từ đó là nó rạn nứt. Không ấy, em nói từ lúc mà chị với ông xã chia tay là lúc đó là chị kinh doanh rồi phải không? Đúng rồi. Là chị có công việc nó tạm ổn. Cơ sở kinh doanh của chị được bao lâu rồi? Chắc 20 năm. 20 năm hả? Là cũng kinh doanh cũng lâu ghê ha. 20 năm là hồi đó là mình thuê nhà, xong cái từ từ cái mới mua nhà, là mới mua nhà 2014 mới mua đây. Một mình mà mua được nhà cũng không phải là chuyện đơn giản đâu, nuôi con ăn học rồi phải mua nhà, mua được nhà nữa. Mua nhà trẻ sóc, mua nhà trẻ sóc. Hàng tháng không thì đã thật, mà hàng tháng thì mình chích ra trả cho chị. Vậy à? Giống như mình đi thuê mà nó đỡ hơn, chứ còn mình đi thuê nhà thì nó tăng tăng thì nhà người ta chủ nhà cho tăng vậy. Nói chung là bây giờ là cũng tạm ổn rồi ha. Rồi các con của chị nó có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không? Con chị nói chị thì chị nói là con hay cái thấy những cái kênh này vậy nè, thì con chị làm cho chị, con chị cũng nhắc cho em là con chị làm, chị ghi chị gửi em, với lại quay này cho nên là bé. Chị cũng may mắn quá ha, con chị ủng hộ chị hết ha, mình ha. Đó là hai đứa con qua nhưng mà chị có đứa nào lập gia đình chưa? Bé đó có chồng. Có chồng ở riêng rồi, bây giờ chị ở với đứa con trai thôi. Rồi mình làm như vậy là bé nó qua nó làm cho thì giờ nó quen. Bà ngoại cũng may mắn quá à. Cha con cháu ủng hộ hết mình. Ngoại còn trẻ ha. Ngoài chữ đó đúng không? Những lúc mà rảnh rỗi á, thì thường chị thích giải trí là như thế nào? Thích
chị những lúc mà rảnh rỗi thì mình đi đi bơi đi bơi bơi tại vì nói chung là chị hồi đó chị đi nghe chồng xong rồi cái trong lúc mà mình nghe vậy cái lúc 12 giờ cái mình chạy cái nói chung là cũng bị nó cuộc đời mình bị nhiều nhiều chuyện với lại nó làm cho mình tổn thương rồi bắt đầu mình lại bị tai nạn đi bị tai nạn lúc 12 giờ đêm xong rồi cái nó té xuống cái nó nằm liệt nó cũng nằm liệt hả? Liệt à, chị á hả? Bị chấn thương mà không về không sống xong rồi vất vả mà chữa trị cái đó xong rồi cứ đợi chết luôn tại vì nó rất là đau những cái bệnh viện mà chấn thương chỉnh hình rồi đó rồi chợ rẫy rồi đi hết bây giờ chữa nhiều lắm rồi đi thần kinh 16 ACC của người mà bác sĩ người Mỹ Hoa Kỳ rồi đó ở quận 1 cũng đi nhưng mà đi chữa nhiều thì bây giờ ngoài cái chị cũng biết như vậy sau này xong thời gian đó thì cũng chữa cũng 7 năm 8 năm rồi đó bắt đầu bây giờ mình mới mình nào mình rảnh mình đi bơi còn mùa dịch này không đi bơi được thế là mình đi bơi cho cuộc sống nó vững chắc nó lại bác sĩ như vậy đó. Sẵn là chị đi bơi đặng chập tập cho cái cột sống của chị luôn vậy ta. Rồi ngoài đi tập thể dục đi bơi ra thì chị còn làm có sở thích nào nữa không? Đi du lịch đâu không? Có thích đi. Sở thích đi du lịch hả? Thì giống như mình làm mà ngày này qua ngày kia mà vậy đó là khi nào mà có dịp lễ là vậy đó là đi tàu nè. Tắm biển như vậy đó vui đi với gia đình bạn với lại những khi ở bên Việt Nam này mấy người bạn rủ đi với gia đình người ta. Dạ chị có từng đi du lịch nước ngoài không? Chị đi có đi Hàn Quốc với đi Trung Quốc mà qua đó lạnh quá cái cũng đi lần đi thùng à đi với công ty đi quá lạnh qua lạnh quá chị không nổi à. Qua lạnh quá rồi cũng mặc ra ngoài đường á người ta công ty ta mua áo mưa cho mình rồi qua là mới biết cảnh thôi. Chị rồi chị cao bao nhiêu? Chị cao 1m55 còn nặng thì 52 kg. Chị có sở thích nấu ăn không? Chị nấu ăn được nhưng mà nấu ăn trong gia đình rồi vậy thôi chứ còn mà làm tiệc là chắc làm mình phụ người ta thì làm lặt vặt được chứ còn nấu chắc không được. Nấu ăn trong gia đình thì được thôi là cũng cũng mừng rồi. Mấy người thì được. Chị coi kênh của em cũng khá lâu như vậy á, rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Chị thấy mấy anh với lại mấy chị lên kênh của em người nào cũng thấy cũng đẹp á. Có nhiều người nhưng mà mấy anh đó người ta chọn người thì ta để có gì bây giờ hôm nay lên thì có anh nào chọn được á thì nhờ kết nối nói chuyện tìm nhau. Thì chị cũng biết là kênh của em á là em không có chọn cho bất cứ một người nào hết, là các anh các chị tự chọn nhau đó, là chị biết mà phải không? Đúng rồi. Dạ, cho nên đó, những video nào mà sắp tới em ra hoặc là những video ra trước đây á thì chị cứ việc coi lại coi cho hết, những người nào mà chị thấy thích á thì chị nhắn tin cho em, còn nếu mà có ai thích chị á thì em cũng sẽ nhắn tin cho chị. Chị ngày hôm qua nói chung là chị cũng dở về cái mạng lắm nha, xong rồi cái chị mới coi xong chị thấy cái chị đó ở Việt Nam nè mà lên nó hỏi cái anh hỏi em là anh gì chính ngón à đã có người yêu chưa mà sao chị tìm cái clip nó không được, mình không biết làm sao để mình biết mình coi cái nào chứ coi nào sao
Có cái số như... number đó chị. Cái số number à, đó thì chị có số. Số. À, hả? Có nhiều người chứ coi cơ. À, hả? Thì cứ chị cứ coi đi coi, chị cứ thấy vô từ số 1 mà tới số 200 mấy đó thì chị coi chừng nào, thì chị thấy ha, không có cái number nào nữa. Number mới nhất là lúc đó là chị coi hết rồi. Mình gõ số đó ha. Gõ số hoặc là chị thì chứ cứ gõ số vô từ 01 cho tới 200 giờ mới. Thật ra rất là nhiều clip nhưng mà tại vì mấy clip trước không làm gì những người kết nối yêu thương á, cho nên em không có bỏ mấy cái số number vô, còn khi mà làm kết nối yêu thương á thì em mới bỏ số number vô thôi. Và chị bán một một tuần á là 7 ngày luôn, chị mở cửa 7 ngày luôn hả? Đúng rồi. À, rồi mấy giờ chị ra tiệm tới mấy giờ chị đi về? 7 giờ là mình mở cửa, là 6 giờ là đóng cửa. Dạ. 11 rồi chị, ví dụ mà chị đi chơi đi du lịch đó rồi có ai hét chị coi không hay là chị phải đóng cửa? Có, mình để lại con á, đứa con trai á đó. Lại có thở là thì nói chung là thợ của chị cũng giống như làm chủ chị đó, giống như họ nhiều khi đi mình không có mặt là họ than làm chủ á, tự quyết. Thì vậy cũng đỡ hơn chứ là nếu mà không có ai cái bây giờ cứ kỹ mới lại chặt chẽ quá chứ mình không đi đâu được. Tại vì nếu mà em hỏi vậy, nếu mà lỡ chị có người yêu đi, người yêu muốn mời chị đi du lịch hay đi đâu đó rồi hoặc là đi chơi rồi chị không có thời gian để đi với người yêu nữa. Có thời gian đi. Ví dụ mà bên đó mà có anh làm chọn mà sống mà tốt thì ok nhé. Về anh sau này anh có nhà về Việt Nam thì cũng có nhà có cửa thì em nè. Còn không thì mình thích ra bán hàng đó thì ra đó bác. Dạ. Phụ cái con cá chị. Giống như là anh đó nếu mà muốn về Việt Nam sống với chị thì cũng ok phải không? Chị có cơ sở làm ăn sẵn rồi thì về mà phụ chị đúng giúp thì chị thôi phải không? Đúng rồi. Em nghĩ là chắc bây giờ cũng hỏi chị đã hết rồi. Cho nên đó thì em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Trước tiên đó là chị xin rất là cảm ơn Viên Thịnh đã kết nối với chị tại những anh chị á trên nói chung là những cả thế giới. Ví dụ ai mà muốn kết bạn tìm một nửa yêu thương á thì đến với kênh của Viên Thịnh. Nó chúc em có nhiều sức khỏe. Sau đây em sẽ nói chung là nãy giờ em nói thì bây giờ cũng hết rồi đó hết. Thì em xin chào quý cô bác, quý anh chị và các em. Một lời chào, chúc một ngày mới có nhiều sức khỏe và vạn sự an vui. Em cảm ơn chị và em cũng xin nhắc nhở một điều với chị và cũng cho luôn tất cả những bạn tham gia kết nối yêu thương của Yên Quỳnh là khi em làm video em bỏ lên YouTube rồi là em sẽ không lấy xuống ha chị ha, tại vì em không muốn mất thời gian của nhiều người chị ha. Dạ ba chị ha, ba. Chúc chị ngày mới tốt lành ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share and subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.